Quang Vinh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, Hoa Kỳ đã hoãn phóng thử hỏa tiễn để xoa dịu tình hình căng thẳng với Trung Quốc vì vụ Đài Loan. Tòa Bạch Ốc vừa công bố một loạt các biện pháp dự tính tiến hành để bảo vệ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở sau khi Trung Quốc đã bắn ít nhất là 11 hỏa tiễn đạn đạo vào vùng biển chung quanh của Đài Loan hôm thứ Năm, một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là Nancy Pelosi kết thúc chuyến công du hòn đảo đã làm cho Bắc Kinh phẫn nộ. Theo như ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Trung Quốc của Hội đồng An ninh Quốc gia, thì Trung Quốc đã chọn cách phản ứng thái quá và sử dụng chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ như một cái cớ để gia tăng hoạt động quân sự khiêu khích tại eo biển Đài Loan. Kirby xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Lloyd Austin đã điều động hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và các chiến hạm nhóm tấn công ở lại khu vực lân cận để theo dõi tình hình. Ông cũng cho biết là Washington cũng sẽ điều động các chiến hạm thực hiện các chuyến đi qua eo biển Đài Loan trong vài tuần lễ tới. Kirby cho rằng Trung Quốc đang đẩy nhanh các biện pháp thay đổi hiện trạng của Đài Loan và hứa hẹn là sẽ tiếp tục thực hiện sự cam kết bảo vệ an ninh các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó gồm có Nhật Bản, quốc gia cho hay là 5 trong số các hỏa tiễn của Trung Quốc đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của họ. Tuy nhiên, thì để xoa dịu sự căng thẳng, Kirby nói rằng Washington đang hoãn việc bắn thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III theo như kế hoạch và tiếp tục giữ thái độ cởi mở với Bắc Kinh. Nghi ngờ tội phạm bạo lực trong vụ 4 người bị thiệt mạng ở thị trấn của Nebraska, nhà chức trách cho biết 4 người được tìm thấy đã bị thiệt mạng vào sáng sớm hôm thứ Năm tại hai ngôi nhà riêng biệt ở thị trấn nông nghiệp Laurel nhỏ của Nebraska khi cảnh sát đáp ứng với báo cáo về các vụ nổ và hỏa hoạn tại các ngôi nhà. Khi cảnh sát địa phương và sở cứu hỏa đến nhà đầu tiên, họ đã tìm thấy một nạn nhân đầu tiên. Một thời gian ngắn sau, một vụ hỏa hoạn thứ hai được báo cáo tại một ngôi nhà cách đó vài dãy nhà và 3 nạn nhân khác đã được tìm thấy tại đó. Đại tá John Bondurk của cơ quan tuần tra bang Nebraska cho biết tại một cuộc họp báo, hành vi tội phạm bạo lực bị nghi ngờ trong những cái chết này. Theo ông, một chiếc sedan màu bạc được phát hiện rời Laurel, một cộng đồng nông dân nhỏ nằm cách thành phố Sioux, Iowa khoảng 40 dặm về phía tây, ngay sau vụ hỏa hoạn thứ hai. Người lái xe có thể đã đón một hành khách trước khi rời thị trấn và một trong hai người có thể bị phỏng. Căng thẳng về Đài Loan lan vào hội nghị ASEAN trong tuần này. Căng thẳng về những diễn biến ở Đài Loan làm u ám hội nghị các ngoại trưởng ở châu Á hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8, đồng thời làm chuyển hướng sự chú ý tại một diễn đàn được trông đợi là sẽ tập trung vào nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar cùng với các vấn đề khác. Hội nghị các ngoại trưởng do khối khu vực Đông Nam Á ASEAN chủ trì bao gồm cả các đối tác từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Australia. Nhưng các cuộc họp trong tuần này đã chứng kiến sự bất hòa trong giới ngoại giao về chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan, là chuyến thăm đã khiến cho Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn ở eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề cuộc họp ASEAN, không có biện minh gì cho phản ứng quân sự cực đoan, không tương xứng và có tính leo thang này. Giờ đây họ đã đẩy những hành vi nguy hiểm lên cao thêm. Bộ trưởng Công an trả lời chất vấn Quốc hội về mẫu passport mới. Những vấn đề liên quan đến sổ thông hành mới của Việt Nam sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu ra với người đứng đầu Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trong phiên họp lần thứ 14 dự kiến vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Tin do truyền thông nhà nước loan đi vào ngày 5 tháng 8 dẫn nguồn từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam. Theo đó, có hai nhóm vấn đề được nêu ra để chất vấn, một nhóm thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an và một nhóm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an, có vụ sổ thông hành mẫu mới bị 3 quốc gia Âu Châu gồm có Đức, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc từ chối cấp thị thực vì thiếu thông tin nơi sinh. Như tin đã loan từ cuối tháng 7 sang đầu tháng 8, cơ quan ngoại giao của 3 quốc gia vừa nêu lần lượt ra thông báo ngưng cấp thị thực cho những công dân Việt Nam mang sổ thị thực mới. Phía Đức cho rằng việc thiếu thông tin về nơi sinh sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Bộ Công an Việt Nam vẫn cho rằng mẫu sổ thông hành mới màu xanh tím than Series P của Việt Nam đúng quy định và của cả trong nước và tiêu chuẩn quốc tế. Tuy vậy, vào ngày 3 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Bộ Công an, thông báo sẽ thêm thông tin nơi sinh vào mẫu sổ thông hành mới này. Hoa
Kỳ đã chính thức mở cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế với ống thép của Việt Nam. Hoa Kỳ đã chính thức mở cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với một số sản phẩm ống thép, chủ yếu là thuộc mã HS7306.61 và 7306.30 nhập từ Việt Nam. Cục phòng vệ thương mại cho biết là truyền thông hay tin trên trong ngày 5 tháng 8, theo như nội dung thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC. Theo như thông báo, thì nguyên đơn trong vụ này gồm có các doanh nghiệp sản xuất ống thép lớn nhất tại Hoa Kỳ như Nucor Corporation, Pumutup, Maruchi Steel Corporation, cáo buộc Việt Nam nhập thép cán nóng HRS, vốn là nguyên liệu chính để sản xuất ra ống thép từ Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn, Ấn Độ. Sau đó thì gia công chế biến đơn giản thành ống thép và xuất sang Hoa Kỳ nhằm lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tương ứng mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn, Ấn Độ, DOC cho biết. Theo như quy định pháp luật của Hoa Kỳ, các bên có liên quan có thời hạn là 30 ngày kể từ ngày mở cuộc điều tra để nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện tới cơ quan điều tra Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận được đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với sản phẩm ống thép Việt Nam từ tháng 5. Tuy nhiên, thì đến 22 tháng 6, cơ quan này thông báo gia hạn thêm 15 ngày thời hạn xem xét các đơn đề nghị và hôm nay mới chính thức mở cuộc điều tra. Và sau đây là bản tin cuối. Một chánh án của Orange County bị tố ký 19 trác tòa khi đang ở Canada. Một chánh án của tòa thượng thẩm Orange County đang bị điều tra vì ký nhiều trác tòa cho nhân viên công lực khi đang đi chơi ở nước ngoài. Theo nhật báo The Orange County Register, chánh án Nicholas S. Thompson của tòa thượng thẩm Orange County bị tố cáo ký ít nhất 19 trác tòa khi đang ở Canada và một số giới chức nghi ngờ ông còn ký thêm nhiều trác tòa trong những chuyến đi ra khỏi California trước đó. Một điểm chưa rõ ràng rằng những bằng chứng mà nhân viên công lực lấy được nhờ trác tòa do chánh án Thompson ký sẽ được giữ hay sẽ không được công nhận và các cuộc điều tra hình sự có thể bị hủy hay không. Ông Thompson là một chánh án được cư dân bỏ phiếu và mới được đổi thời gian làm việc từ ca đêm thành giờ làm việc ban ngày tại tòa án Fullerton. Khi làm việc vào ban đêm, ông Thompson thường dùng máy tablet của tòa án để nhận những phúc trình xin trác tòa của các cảnh sát viên rồi ký trác tòa cho họ. Ông Jeff Warhammer, tổng tư vấn của tòa thượng thẩm Orange County cho biết những chánh án làm việc vào ban đêm không được rời khỏi California. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi sáng ngày hôm nay do sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Trang Lương thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trang Lưu và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày mới vô lượng an lạc và tiếp tục đón xem những chương trình đặc sắc của đài truyền hình IBC TV.